Nghe Rồi, nha. giờ giới thiệu. Rồi, cái này. Con này là Xin con gì? con mít Không biết luôn. kê con chó Con chó. chó nhưng mà nhìn giống như mèo luôn đấy. Những mèo á. Mí Chó đâu? Con thử bế lên nha. Bế lên không nè. cho em Ấy như bế hai tay, bế nhẹ nhẹ, bế nhẹ thôi. nha. Hai Ừ, bế dung ba này. mí nhúc má Ừ. con này nó có kháng không? Không, nó không cắn em bé mà. Em bé này mới có 15 ngày tuổi à, em bé nào. Đây này em bé đứng mà mấy Ừ, cắn con ngồi xuống đây, con bế ba xem nào. mí À, bế nhẹ thôi nha, gì bế em nhẹ thôi nha. Ừ, nặng thôi nặng nặng đâu, em quá bắt em thử. sao mà cho nó Ô, ôm vô con đó, cô đang tay con, múa giới thiệu mọi người con này là gì, vậy mà quên. Giới thiệu là con chó có gì con golden cố vô nhìn chó em bé. cho em bé hả? Ừ. Chán này à, con Con có thương vô em đèn không? em bé, À, vô đèn em bé ơi. có thích không? Thúi à, Thúi hả? người này vui à, À, mùi này mùi thúi hả? mà tắm đi cho nó tắm đi, Cho nó tắm hả? tắm cho nó thơm Nó thơm để làm thơm gì? để cho con người thơm. À, Con con chó này thúi à đâu, em bé mà thúi đâu. Mùi này mùi nè. sữa đó. Hay là cắt con chó này đi. Cắt lông á. Không, lấy con dao để chặt Đây. cái này sửa ra. Không. À Đâu phải, cái này là mùi sữa của em chó. ủa sao đầu đây sao đổ với Tại vì á hả, lúc mà em bé uống sữa, em bé uống sữa nó bị dư cái người đây thương á. à, con chó này nó có ý không? Cái đầu nó còn có kích kìa. Đâu Để trang kia có đâu thấy rồi. đâu, Ơi phải lên đây đầu là sữa. sữa ấm hay cái gì màu đó đi. Con có thích nuôi không? Thích nuôi Con có thích nuôi không? không có nuôi con này ối à Mình thú à. sữa húi sữa nào ngon đi. À, nhưng mà em có thích nuôi, con có thích nuôi con chó này không? Hay à con muốn sữa cung đi chúng con cho em bé uống sữa cung như thế này. Con thử bế em khác xem. Bé nào bé nào mở mặt phân đi À, bé này mập hơn, bụng bự hơn đây. mở nó ăn cái gì nó nhớ như là Con thử ôm em vô người coi. ăn thịt chiên Con nói giống ba nè. nặng Rồi con nói, con nói với mọi người á, đây là, đây là chó golden, là chó golden. Mèo là, mèo là lúc đang có bầu là mẹ đã chăm cho con rồi. Bây giờ là mèo bây giờ 7 tuổi rồi. mà tuổi Mèo bảy em mấy tuổi rồi, mèo mấy tuổi rồi? 100 tuổi. Ừ. Béo 100 tuổi ra ta ba được 100 ngàn tuổi. Ba được 100.000 tuổi hả? À, ba làm việc gì? À vì gì mai làm gì hết hành nhiều làm vì giờ mai đi ngủ ngon luôn mà con chưa có ngủ ngon nữa cái này thì mai lớn 100 ngàn con chỉ mà 100 thôi. À thì ba 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 làm công việc gì? Mày làm công việc đúng nhiều tiền hơn mấy cho nó lớn cao hơn bự như Ba làm lót thanh giờ. Ba làm thanh lót thanh không? Thanh quá trời nhá. Thế là giờ lót mày. rồi. Rồi còn lại chúc cho mấy em bú mẹ đi, rồi cho mấy em vô 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 bú sữa này. Uống sữa à? Con vô, con vuốt mấy em này, con đếm xem được bao nhiêu em. Hay là cái đồ chích nè. Để cái này dài hơn để cho nó bú. Để cho nó vừa cho nó vô trong này nó sẽ vô trong 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 bụng. Cho nó hả luôn. Con đếm xem được bao nhiêu em bé. 1, 2, 3. Con mấy con này chê rồi không có nó đếm nữa. Này rồi ba, ba lấy ra này này đó. Rồi con đếm xem là bao nhiêu, học học lớp mấy rồi. Nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 con. Mày lo hả? 7 con. À, vậy em biết, em biết em là con trai hay con gái không? Là có. Rồi đi ba chị vô. Con là con gái à?
Sao cái này kẹt cái gì? Đấy, để ba chỉ cho nè. Mới nào là gì? Em bé đực, em bé cái, con em bướm. em biết đấy. Em biết đấy. Em biết gì vậy? Con ba này. Ba đưa tụi nó vô ngủ nha. Ba đem bé vô ngủ nha. Ok, mà tiếp rồi nó cho nó nung cho khi nào để ngủ em xong đưa tụi ra chơi em nha. Không, khi nào cho nó nướng bụng nó rồi cho nó nướng thì giờ nha. Ok.